Trọng tài Kasim Mata Ali Anhadmi là nhân tố quan trọng góp phần tạo nên sự hỗn loạn ở trận chung kết SEA Games 32 giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia. Trọng tài Kasim Mata Ali Anhadmi rút tổng cộng 7 thẻ đỏ cho cầu thủ và thành viên ban huấn luyện hai đội trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32. Tiếng còi của vị vua áo đen người Qatar khởi đầu cho những diễn biến căng thẳng trên sân ở cuối hiệp 2 cũng như trong hiệp phụ. Đây không phải lần đầu tiên ông Anhadmi trở thành tâm điểm của trận đấu theo cách này. Vị trọng tài người Oman mới 33 tuổi nhưng có kinh nghiệm 5 năm cầm còi các trận đấu quốc tế với không ít lần gây tranh cãi. Tại AFF Cup 2020, ông Anhadmi điều hành trận đấu giữa Thái Lan và Philippines. Huấn luyện viên John Stewart Ho của đội tuyển Philippines không ngần ngại chỉ trích công khai trọng tài người Oman, cho rằng ông có nhiều tình huống quyết định khó hiểu. Trong đó, tranh cãi lớn nhất là quả phạt đền mà ông Anhadmi cho đội tuyển Thái Lan được hưởng dẫn đến bàn mở tỷ số. Cũng ở giải đấu này, vị trọng tài người Oman lần nữa trở thành tâm điểm bị chỉ trích trong trận bán kết giữa Indonesia và Singapore. Hậu vệ Safwan Baharuddin của Singapore sau khi bị truất quyền thi đấu đã chỉ thẳng mặt và tranh cãi với ông Anhadmi. Vua áo đen 30 tuổi trước đó có nhiều tình huống bị cho là sự ép đội tuyển Singapore. Đội bóng đảo quốc sư tử mất quả phạt đền trong hiệp 1, khi cầu thủ Indonesia phạm lỗi rõ ràng nhưng trọng tài không phạt. Ở trận đấu này, trọng tài Anhadmi rút ra tổng cộng 3 thẻ đỏ cho đội tuyển Singapore. Theo thống kê của Soccerway, trọng tài Anhadmi chưa từng điều hành trận đấu nào mà không rút thẻ. Trọng tài thổi còi khiến U22 Indonesia ăn mừng hụt. Ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32, tiếng còi của trọng tài Anhadmi ở phút bù giờ cuối cùng báo hiệu khởi đầu cho những diễn biến hỗn loạn trên sân Olympic Phnom Penh, Campuchia. Ông thổi phạt cầu thủ U22 Indonesia khi tình huống trôi qua vài giây, khiến đội bóng xứ vạn đảo tưởng đó là còi kết thúc trận đấu và ăn mừng cuồng nhiệt. Tuy nhiên, ông Anhadmi sau đó ra hiệu trận đấu chưa hết. U22 Thái Lan ghi bàn ngay ở tình huống đá phạt. Trận đấu trở nên căng thẳng hơn. Ông Anhadmi rút ra 5 thẻ đỏ cho cầu thủ và thành viên ban huấn luyện hai đội sau màn hỗn chiến. Khi trận đấu trở lại, ông đổi thêm 2 cầu thủ U22 Thái Lan.